Nam tư phủ nhận tin đồn bé ba, Tinh Thất đáp trả thêm luận ảnh khó chối cãi. Tiếp tục xoay quanh ồn ào Nam thư bị tố là bé ba, gây chấn động trong đêm ngày 14 tháng 7. Thì mới đây, phía nữ diễn viên đã ra thông báo chính thức, Tinh Thất cũng không chịu thua, liền tung thêm bằng chứng dập thẳng mặt. Vào tối ngày 14 tháng 7, mạng xã hội xôn xao thông tin Nam thư bị tố có quan hệ ngoài luồng với một người đàn ông đã có gia đình. Theo tin đồn, người này vừa mới có con được 6 tháng. Thông tin này nhanh chóng lan truyền, khiến nữ diễn viên nhận làn sóng chỉ trích dữ dội. Tuy nhiên, thông qua công ty quản lý, cô nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, khẳng định đây hoàn toàn là bịa đặt vô căn cứ. Về phía công ty Nam Thư cho biết, trong thời gian gần đây, có rất nhiều thông tin sai lệch về đời tư của Nam Thư được lan truyền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, hình ảnh và công việc của cô ấy. Chúng tôi khẳng định mọi suy đoán và cáo buộc đều là vô căn cứ và thiếu thiện chí. Nam Thư không hề có bất kỳ video clip nhạy cảm nào, cũng không sử dụng các ứng dụng hẹn hò như tin đồn. Cô ấy chỉ sử dụng các tài khoản mạng xã hội chính thức với tên thật của mình. Công ty này cũng cho biết đang xem xét các biện pháp pháp lý, bao gồm việc lập vi bằng và nhờ sự can thiệp của các cơ quan chức năng để bảo vệ danh dự cho nữ diễn viên. Trước những thông tin từ phía Nam Thư, người phốt được biết là Tinh Thất cũng không chịu thua. Cô tiếp tục tung lên loạt bằng chứng bao gồm chi tiết những tin nhắn, hình ảnh gây xôn xao dư luận. Trong đó, sốc nhất có cả đoạn Nam Thư gửi ảnh nhạy cảm cho chồng của Tinh Thất, khiến cộng đồng mạng vô cùng hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả. Theo được biết, viết trên trang cá nhân, tài khoản GN được cho là Tinh Thất trong vụ việc đã thách thức. Đừng đính chính, nói càng thêm sai. Công lý ở đâu? Em mời lập vi bằng. Đính kèm theo đó là loạt tin nhắn hơn chục màn hình tin nhắn đã được tài khoản này đăng thêm. Chưa hết, chị vợ còn tung thêm hình ảnh chứng minh Nam Thư có đến homestay vợ chồng mình để thuê. Đây cũng chính là nguyên do Nam Thư tiếp cận được chồng cô và có vấn đề ngày hôm nay. Y như rằng, mọi chi tiết trong những clip Nam Thư quay tại homestay đều đúng khớp với homestay của Tinh Thất. Đáng nói hơn, điều khiến cộng đồng mạng cười chê là bởi chính nơi này, Nam Thư đã dùng để làm địa điểm quay những podcast chuyên nói đạo lý, tình yêu, hôn nhân gia đình. Việc nữ diễn viên bị tố làm bé ba khiến cõi đồng mạng không thể chấp nhận được. Trên trang xã hội, Nam Thư cũng thường xuyên đăng tải những trạng thái sặc mùi triết lý. Tinh Thất cũng tung thêm ảnh của bình luận dưới bài viết của Nam Thư, nhưng đã bị nữ diễn viên xóa ngay sau đó. Cụ thể, Nam Thư có đăng, muốn dứt khoát một chuyện gì đó, tốt nhất là im lặng và đừng bao giờ mềm lòng. Trước khi phẫn nộ một chuyện gì đó, tốt nhất là hãy im lặng và nghĩ tới hậu quả. Dưới bài viết, Tinh Thất cũng có bình luận đá đều. Trước khi làm người thứ ba thì cũng phải nghĩ tới hậu quả. Ngay sau đó, bình luận này cũng bị cho bay màu. Trước động thái Nam Thư chối bỏ tin đồn, trong đêm ngày 4 tháng 7, phía người phốt còn dằn mặt thêm phía nữ diễn viên. Người này đang dòng trạng thái nhằm thách thức, cứ mỗi lần chị lên đính chính thì một cái khác lại tung ra. Chị xóa tài khoản em thì em còn TikTok của em. Đá kiện thì em làm cho tới, em mời chị đính chính. Hiện sự việc vẫn đang là đề tài nóng được toàn cõi mạng vô cùng quan tâm. Ai ai cũng mong chờ câu chuyện sớm được đưa ra ánh sáng, tránh những hiểu lầm không đáng có, ảnh hưởng đến tên tuổi của Nam Thư.